Tôi cảm thấy tôi là phần thấp hèn.
sâu em nở quên đi bao kỷ niệm. Từng nhắc kỹ những chuyện đã qua rồi, anh đã thốt một lời thề, sao em vẫn hờn tôi thân? Vì anh theo bọn gian tham du đảng. Không, em Trâm, em đã lầm rồi. Cô Trâm, cô đi một mình, để tôi đưa cô về nhà, kẻo bọn thằng Côn nó trả thù cô. Ông là ai? Thầu Khoáng Vinh, vừa chứng kiến một pha đoạn tình hào hứng. Chết, việc gì mà cô bóp tối kìa? Cô lánh mặt mau đi. Giữ cô này lại. Khoan, xin ông cò cho tôi được lánh cô Trâm. Vì cô Trâm do tôi mà tôi định đưa cô về Khánh Hội. Ông biết việc gì mà đòi lánh cô Trâm? Dạ tôi không biết, nhưng có một cơn rơi cho biết tại cầu Trâm Trâm cùng gia đình tái này có vụ án sát nhân. Thôi xin ông đừng cán giữ tất tâm. Nhưng cô Trâm đâu có? Dạ em là cô gái ba tháng trong ở bến tàu về mới gặp ông Vinh, đâu biết gì là vụ án sát nhân. Đời tôi muốn hỏi cô Trâm, vậy mời cô về bóp để hỏi cô. Mời cô đi. Khoan, cô bán hàng rong không có liên can ăn mặn. Xin chắc ông đừng nhọc công trả gạn. Vì chính tôi là cô gái băng ba bị tên Quỳnh Bảo sang đoạt 5 triệu bạc nên tôi đã giết nó. Trời ơi, chị Nhung. Em Trâm ơi, chị khuyên em đừng đau thương xúc động khi chị Nhung đã nhất định bước vô tôi. Dầu chết cũng vui, cũng trả được mối thâm thù, chứ chị không thể sống vì gia đình tan nát, nhân phẩm không còn và tiền bạc cũng không. Em hãy xem đây là một tấm gương để thận trọng khi tuổi đời còn trẻ dài, lại phải dấn thân trên vạn nẻo đô thành đầy hang sâu thẳm. Chị Nhung ơi, em không ngờ chị đã làm nên chuyện ấy để gia đình tan nát, vì chị phải vô tù. Riêng tôi xem cô Nhung cũng như là một người ân, nhưng vì pháp luật cô Nhung có bị câu lưu chờ xét xử. Còn lại Quang, xin ông cò đừng còng đừng trói chị tôi khi chị đã cung khai thú nhận tội tình. Quang, và xin ông nên xót thương cho thảm trạng một gia đình. Chồng của chị thì như điên như dại, đã bỏ nhà thất thiếu lang thang phòng thằng ly. Chị ơi, nó trốn biệt đi quan, em sợ nó thành lưu manh du đảng. Em có biểu nó về nhưng nó nhất định rằng không, vì nó chẳng bằng lòng hành động của chị Nhung. Trời ơi, có xấu hổ nào bằng, con thì khinh chồng bỏ. Tôi muốn chết đi chứ hết muốn ở tù. Cô đừng quẩn trí không nên. Đưa cô ra xe. Khoan, tôi còn muốn nói thêm với em tôi lời chốt, xin ông cò chăm lại vài giây. Em Trâm ơi, chị xin gửi em căn nhà nhỏ với cháu Ly và cả chồng của chị nổi trôi đâu đó. Em thương chị thì tìm về bảo bọc, còn phần chị ở tù khỏi phải thăm nơi.
là em nhớ phận gái đôi mươi sáng mà tánh đi trong đêm tối. Tranh tiền bạc và cũng đừng ham đèn sáng, vì sáng bao nhiêu thì bóng tối lại càng đầy. Em xin ghi lời đi. Hoàn cảnh của cô nhung tôi vô cùng cảm động, nhưng không thể làm sao giải cứu giờ này. Còn đối với nạn nhân kia, tôi thừa biết nó là một thằng lường gạt lưu manh, chuyên nuôi gái ăn tiền đầu của gái, sống một cuộc đời nhờ bận bất lương. Chính chúng tôi theo dõi nó thường xuyên, biết tóm cổ tên cầm đầu bọn ấy. Cô giết nó tuy là có tội, nhưng đối với đời cô làm một việc đáng thương. Vậy cô yên tâm về bớt đi hỏi cung, tôi hứa đề nghị sự khoan hồng cho phép. Và đây là một vụ án vô cùng đặc biệt, có liên quan tới xã hội hiền lành. Thôi, em trăm về chị đi. Mời cô đi. Chị Nhung ơi, ê mày cởi xe ai vậy? Bộ xe nó đèn cấp sao rô? Xe không chủ thì tao lấy trên cấp gì? Tao không ngờ mày lưu manh gian xảo quá. Ủa sao bữa nay mày nói cái giọng đạo đức giả? Tao biểu anh Sáu Bụi khai trừ mày. Vô bộ lị ăn cắp xe của họ vô. Bộ cái xe đó của tía sao? Trời lắc ơi, ông quan con ơi, thằng con của chị nó lỡ ăn cắp xe của tía rồi. Lên bớt lên bài đi. Lị hại vì lao cố má lị bỏ rồi. Tại mày hại tao đi biết không vô ơi. Biết tha thứ con, cứu con khỏi nạn, khỏi tù khỏi tội. Con sẽ kim xe thường cho tiên ngày. Thôi đi về bóp tao thả cho. Dạ khoan, em một lầm hai lỡ bởi quen tay nên mới lấy trộm chiếc xe gắn máy của ông già. Rồi ông tưởng kẻ gian nên đưa gửi ông còn. Vậy em năn nỉ xin ông cò rộng lượng tha một lần, em sẽ ăn năn. Tía ơi xin tội giùm con thề chừa bỏ không còn gian tham. Một sông chiều qua thiên môn, bà rô giao hết tiền lương đổi nghề. Dạ xin ông cò đi mỗi lần nhận giải đi tha dùm thằng nhỏ con của vợ chị nghiệp mà. Được rồi, hai vợ chồng làm giấy bãi nại tôi thả cho, đưa nó về bóp. Anh Tư, em đi thăm và đem đồ nuôi chị Nhung mới về nè. Thôi vụ đó bỏ qua đi, ham tiền chết bỏ. Dẹp đồ rồi dẹp ca của anh. Trời ơi, ăn mặc đồ đàn ông mà tôi tưởng là ai. Bữa nay ăn vợt bữa nữa ha, để ngày mai em đi làm đại nhân hội kiếm tiền. Nếu mình còn thương yêu nhau, vương mong qua vương hương trần nhạt màu. Gió đông sang áo đường thường lạnh lùng, đèn trăng soi gối mơ gọi tên mà nhớ thương thêm. Giá bước qua sông đâu thấy lạnh lút đơn côi, gió lùa ấm đôi môi. Đâu buồn vì trời giông, mùa đông riết mướt đâu thấy lòng mình bơ vơ, bóng đời thương xa mờ. Ngày ấy thầm thiết biết mấy, anh còn nhớ không anh? Trăm năm non kia xanh lơ, ôm
thì một lời nguyện chôn tận đáy lòng, mặc ai đưa đón vui phút chung đôi, riêng mình một bóng nhớ phút khi vui, lời ai tha thiết khắc ghi đời đời. Ông là ai? Chạy vô đây mà đầu cổ máu me không gì nè. Dạ, dạ tôi bị Du Đản đánh, lần cửa sau vào đây nghỉ tạm. À, tôi có rượu 90 chữ nè, để tôi thấm máu cho. Hả? Anh Côn? Phải, tôi là Côn. Vì chống lại hành động của bọn lưu manh Du Đản nên bị nó đánh. Ông cũng chống Du Đản nữa sao? Vì bọn nó làm cho người yêu tôi hiểu lầm tôi nên nhất định dứt tình. Sao ông không giải thích cho nàng biết cảnh tình đặc biệt của ông? Thầy ơi, đêm hôm mấy tôi cô giữ tay nàng lại đi nghe lời bài giải của tôi. Thì có một ông thứ ba nhảy vào can thiệp bôi xóa tên tôi trong tình cảm trái tim nàng. Là nợ duyên tôi chưa có ngày vui đã tan nát khổ phàng, vì hình ảnh của thằng Côn Du Đản được thay thế bằng một bóng dáng hào quang. Đó là kẻ thứ ba của địa vị và con ngoan bạch thiệt, đáng cho nàng nương tựa tâm thân, mà tôi chỉ biết nguyện cầu cho người yêu hạnh phúc. Tâm tình ông có vẻ chân thật đáng thương, nhưng nàng con gái ấy là ai, tánh nết ra sao mà nỡ để cho ông phải khổ sầu. Nàng ấy không phải giàu sang học thức, mà chỉ là một cô gái nghèo mua canh bán bừng chất phát hiền lành. Nàng tha thiết yêu tôi cũng như tôi đã yêu nàng, cũng hứa hẹn kết thành duyên nợ, nhưng đâu cô ngờ phải chịu cảnh ly tan. Nhưng dầu sao tôi vẫn yêu thương, luôn gìn giữ bóng hình cô gái ấy, vì tôi đã khắc đậm tình nàng trong tâm trí cho đến trọn đời còn nhớ mãi tên Trâm. Nàng ấy tên Trâm, Lê Thị Trâm, nhưng không chắc gì nàng đã phụ bạc ông. Tôi cho rằng nàng đã cặp tay người khác. Người nào? Thầu Quán Vinh. Phải, cái tên Vinh sang cả quá, chứ đâu phải như thằng Công mang một cái tên không chút gì nên thơ qua Mỹ, một cái tên nghe thô lỗ gian manh. Vì thế mà tôi sớm bị xóa tên, bị gạt bỏ khỏi đời lương thiện, mang đau khổ nhưng tôi không phiền dẫn bất cứ người nào đã miệt chính tôi. Và hiện giờ đây dầu muốn sống cho tôi người cảm đẹp không còn gì đẹp nữa, cơn thác lũ kim hỗn loạn đã làm quan mang bao ý niệm chân thành. Thật tôi không ngờ anh lại là Côn. Thì là ai mà nói vậy? Là Trâm. Trâm? Phải, chính em là cô gái tên Trâm
đã yêu anh và đã nói đoạn tình. Em nghèo khổ vẫn giữ lòng trong sạch, tuy cần tiền nhưng không bị đắm mê. Vì thế mà em đã hiểu lầm anh, cũng giống như đám người không lương thiện. Nay rõ ra em vô cùng hối hận, biết nói gì để hàn gắn duyên xưa. Anh ơi lòng của em chưa thay đổi ước mơ, anh đừng nghĩ rằng em phụ bạc. Bao chuyện cũ cứ coi như là cơn ác mộng, cho tình ta như nước chảy xuôi dòng. Kẹt xe gì mà em để ý? À, không có gì đâu anh, vì em suy nghĩ cạn nên hiểu lầm anh. Vậy anh đừng buồn em nữa nha anh. Không ngờ em còn giành lại anh những giây phút này đây. Âu yếm quá. Kìa anh Vinh. Cô Tâm, cô Tâm ơi, cô còn gọi tôi làm chi nữa? Hãy để tôi trở ra nghỉ xe kéo khách của tôi và bè bán đôi chờ. Tôi xin lỗi cô là đã vào đây một cách bất ngờ, làm cho anh chỉ mất phút giây âu yếm lại giật mình bỡ ngỡ vì tôi. Thôi, đại nhạc hội có tên cô trong chợ lớn, tôi sẽ hồi dùm luôn cả buổi tiệc đêm nay. Cô cứ ở nhà đi mà nghĩ thương mến một chàng trai, dầu nó hiển nhiên là kẻ côn đồ. Vinh, mày sỉ nhục tao hoài hả Vinh? Mày toan làm gì tao được hả con? Nếu cần tao sẽ cho mày ở tù lập tức. Con Kim! Thôi anh con, em xin anh đừng nóng nảy với anh Vinh, vì anh Vinh là người tử tế. Còn anh Vinh cũng đừng hiểu lầm mà tội nghiệp anh con. Em là người đứng giữa hai bên, công nhận cả hai đều biết tốt. Đối với Vinh thì em coi như người bạn quý, còn đối với con là duyên nợ của em. Cho nên em không thể vì sự nợ dứt vô vơ mà để cho tan rã mộng ban đầu. Anh Vinh hãy hiểu em, đừng là đẩy đưa tới chuyện quán. Vì vừa tôi thành kiến xấu với một người rất chân thật yêu em. Thằng con tốt, được. Kể từ giờ này tôi xin chấm dứt giao du thân mật với cô, cho đến khi nào cô biết rõ thằng con không tốt. Rồi, tụi nó đi mất hết rồi. Kìa, ai lúc đó ngoài cửa đó? Phan cái ghế bể đầu. Ai? Ba. Về. Ba. Con. Ba ơi, ba. Ba ơi, má ở tù rồi ba ơi. Ở tù. Ôi thầy kệ nó. Kìa, sao ba nói vậy? Vậy chứ hồi má mày chưa ở tù, tao buồn bực bỏ nhà đi, còn gặp mặt má mày đâu. Mà nếu tao có nhớ cái giường thờ bộ dáng lén trở về thăm, rồi thì má mày thì tao cũng xách đờn cúi mặt lầm lùi quay đi. Để tao tranh cái cảnh nghẹn ngào tuôn nước mắt mà không thốt được thành câu, và miệng nói chẳng nên lời. Tao đi bậy bạ như điên, không biết ta khóc vì cười. Sống đồng đầu với người những kẻ lạ, và tránh ai là người thân thuộc bà con. Vì sợ họ biết chuyện gia căn, sẽ đồn đại tao càng thêm xấu hổ.
mai tới tay bà ngoại thì chắc ngoại của con sẽ tàu biệt Sài Gòn. Nhưng bây giờ lỡ rồi, không lẽ ba bỏ má hay sao? Vậy tao biết làm cái gì cho được? Thì ba ở nhà coi nhà cho dì Trâm đi làm lụng kiếm tiền không nuôi má. Thôi, đời bây giờ tao rất sợ các cô ra đi kiếm tiền kiếm bạc, vì tiền bạc kia là quý là ma, nó làm cho tan nát gia can và sụp đổ luôn thường. Nó lôi kéo cái nhà quê đi chứng diện với phố phường, biến hiền khổ thành bà năm bà tám, bỏ gánh chè tay sách bóp nhau dung. Bởi vậy tôi nên thà tao chịu vắng má mày mà khỏi cần trái tay gai mắt. Rồi một ngày kia khi trở về họp mặt thì chắc gia đình sẽ vui vẻ hơn xưa. Ly, mày có ở nhà với tao không Ly? Dạ con về tính cho ba hay chuyện đó. Mày đi nữa, con không thương ba sao? Thương mà sợ. Sợ cái gì? Dạ con sợ gì trăm rầy đanh, tại con không nghe lời dạy dỗ khuyên lớn. Con đã chạy trốn gì trăm để đi theo đám du côn ăn cắp, cho nên con bị đánh bắt đem về trong bóp rồi chở con đi tìm cho được bọn giang manh. Và họ mới rượt theo chuồng thích chạy vào đây bắt được hết và bắt luôn chú con nữa. Bởi con biết chú con với dì Trâm thương nhau lắm mà con lại vô tình làm hại chú con. Sợ dì Trâm tức giận nhiều hơn sẽ chẳng dung tha tội lỗi của con làm. Thằng con mà ăn cắp á? Thiệt, chính chú con chở con đi bằng chiếc xe ăn cắp đó. Vậy mày là đồng loa. Ly, đi ra khỏi nhà tao. Dạ thưa ba. Tao biểu đi, để thù đánh dài lại đó. Đi ăn cắp mà ăn. Đi, không đi tao giết chứ. Ba để con đi. Thôi rồi, kìa chai rượu kinh trục trừng. Mày hãy giúp tao giải thoát nỗi buồn. Trong thùng đánh giày có con heo đất và một mảnh giấy nhỏ. Nó giết gì đây? Ba má ơi, con móc tiền đánh giày bỏ ống nuôi heo được 10 đồng. Con tính bỏ được 100 đồng gửi về cho ba 50, cho má trong tù 50. Cái ngày thằng Ly nhớ ba má nhất. Con Ly, bà phải sống với con Ly ơi. Anh Vinh, anh tổ chức đêm đại nhạc hội này để giới thiệu cô Bích Trâm hả? Để hai em ca nghe thử coi có bằng cô Trâm của anh hay không? À, tổ chức thử rằng đối nghề làm ăn coi nó có khá hay không chứ. Nếu em thiếu anh trên đời hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng năm tháng y xuân không tàn. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn.
nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời thêu đầy sao, nhủ rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, giữ vui giây ban đầu mà trời tuyệt diệu tình yêu. Anh thử vẽ kiểu ảnh nào mà anh vẽ quảng cáo tôi đây? Dạ, kiểu ảnh này. Ảnh cô Trâm mặc áo bà ba, giống như bức ảnh mà tôi đã tặng cho một người hồi trước. Dạ, đây là ảnh của cô Trâm hồi chưa ghép thêm chữ bích. Cô Trâm còn quay kinh ban hàng sông, một khoảng cách thật xa, không ngờ vẫn gửi lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Cô cũng còn kỷ niệm một kinh trên vai hoài sự sông trên ai đầu dông, dây dắt thân long chương cài dép nhật. Cô Trâm xưa chỉ thích áo bà ba, không dương mang niềm khát vọng, mà chỉ cầu mong được ấm áo nô cơm xây dựng mối duyên nghèo. Tôi với nôn nàng đã trót và áo ước thật mong đẹp dưới chàng trai trẻ, mà nàng hiểu rằng chàng ấy rất hiền lương. Đó là lần đầu tiên nàng mở rộng cửa tim để đón trước một mối tình thơ mộng, mà nàng rất mực tin yêu sẽ nên đi vợ lớn chồng và đẹp tươi êm ấm. Rồi cô và người ấy đã ra sao, ai đã phụ ai, mà xem cô có vẻ xót xa nhiều về chuyện cũ. Xót xa nhiều về chuyện cũ và ai đã phụ ai, tôi không biết phải giải thích làm sao cho đúng nghĩa, khi mối tình kia không có một kẻ thứ ba nào phá vỡ là tự nhiên thấy sụp đổ tan tành. Như cơn ác mộng xảy ra trong giấc ngủ yên lành, chỉ vì chàng trai đó không phải là người lương thiện đúng như lòng này dòng yêu thương. Vậy là không, là chuyện tình cũ lật qua trang, liên tiếp lại với nỗi buồn tuyệt vọng. Tôi không biết trong cuộc đời hỗn loạn, tôi sẽ chuốc bao lần khóc ngẩn tình duyên. Tại sao cô lại quá bi quan như vậy? Cái gì qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn. Đang sống trong hiện tại thì cô nên vui cùng hiện tại. Vâng, tôi đang vui với hiện tại, nhưng vẫn thấy buồn khi thấy lại cô Trâm hồi trước. Là chuyện cũ của cô Trâm hồi trước, một cô Trâm không được vẽ ở bức chân, một cô Trâm không có báo đăng tên. Cô Trâm mấy là cô Trâm trong dĩ vãng, chuyện tình cô đã thay hình đổi dạng. Chỉ nhớ làm gì cô nàng du con, hiện giờ cô xuống ngựa lên xe, không còn gánh hàng trong đi bán. Đời hứa hẹn những ngày sáng làng đang chờ cô bước đến một tim.
phàm hay địa ngục. Vinh có vẻ yêu cô thì không bao giờ đưa cô vào địa ngục. Cảm ơn anh. Kìa, em Trâm tới. Em vào làm mặt đi. Vé đêm nay đã bán hết rồi. Còn anh đi đâu mà xích cọp? Anh đi có việc, để lo đám cưới của mình ngày thứ bảy nè. Em cắt 20 ngàn để trả tiền nhà thương cho cháu Ly, còn dư bao nhiêu thì lo cúng tuần cho anh Tư. Em thấy anh còn phải lo mua ngàn việc bên ngoài, mà để tâm chăm sóc cho em nhiều quá à. Em Trâm, ta đã yêu nhau và sắp thành duyên nợ, thì lo cho em là bổn phận của ông chồng. Săn sóc vợ mà thôi, đây chỉ mới đơn sơ, đâu có chi là nhiều. Khi chúng ta sum họp, anh phải căm lặng thương vợ. Em suốt ở đồng tâm tư khi được anh muốn chiều, lo cho em đủ điều mà không hề than thở. Em mong sớm tới ngày để tình duyên ta gắn bó. Em nội tuần nay anh sẽ làm đám cưới, vậy em hãy đợi tin vui đến bất ngờ nay mai. Em hết sức tin yêu và chờ đợi. Thôi anh đi nghe em. Dạ thưa cô, có một cô khán giả nhờ tôi trao đến cho cô một bó hoa hồng tươi đượm hương thơm, để tỏ lòng ai mộ bích tầm xóm nối danh nơi kịch na trường. Xin cô hãy đón bó hoa hồng danh dự. Giờ đó là ai và đã gửi cho anh bao giờ? Cô ấy gửi từ chiều khi tôi gặp đi ngoài phố. Anh cho biết tên gì để cho tôi ghi nhớ. Dạ có kèm theo qua một danh thiếp nhỏ, cô cứ nhận rồi xem sẽ biết nàng ấy là ai. Cảm ơn anh. Cô Trâm coi chừng lầm lạc tên Vinh. Hồng, vợ Vinh. Nay là đám cưới của ta sắp sửa động phòng vui hơn lửa. Em, sao em có vẻ không vui? Tôi muốn hỏi danh thiếp này của ai? Hồng, đây là con Hồng, bạn anh. Bạn lấy vợ? Bạn, nhưng nó rất si anh. Thế tại sao lại có những dòng chữ này? Em Tâm ơi, chỉ vì nó quá ghen quá tức nên mới phao truyền như vậy, để làm cho em hoang mang chán nản quán thù anh mà dứt đoạn mối duyên tình. Còn em chưa hiểu anh sao qua bao tử chỉ đơn. Thật có giao du thân mật với cô Hồng chỉ bằng tình bạn mà thôi. Riêng Hồng thì muốn cam dỗ tình anh bằng sự nghiệp bạc tiền của nó. Nhưng anh lại không cần vật chất nghi nên mới quyết cùng em xây dựng gia đình. Anh nói sự thật. Anh sẽ đi tìm Hồng để buộc nó trả lời về tấm danh thiếp này. Em hãy vào nghỉ đi, để anh đi. Ô kìa, Hồng. Phải, nó đã đến đây, anh khỏi phải thức công đi tìm kiếm. Nó đến với đường hoàng sắc diện với cây bút trên tay, như hồi gặp đỡ đến đây mà thắng con, rồi đoạt cái bốt này để giải án gian manh. Anh Vinh ơi, tôi muốn anh còn một chút lương tâm, ngừng lại hết những mưu toan bị ổi để cho bà
chắc đổi bừng lầy. Cô đã nghĩ gì mà cô đến đây hả? Đến đây nói con thanh toán và chiếm đoạt cái bóp của cô. Vì cái bóp của tôi đang chứa đựng rất nhiều tài liệu tố cáo anh là tên đầu đáng gian manh, đã tạo ra vụ án cô nhung, nên anh đã cho tên sáu buổi giết tôi để chiếm nó cho anh. Nhưng không đâu anh ơi, anh rất khó lòng mà hành động em tôi, khi chính anh đã tạo ra chung quanh anh biết bao nhiêu người oán hận sẽ sẵn sàng chống lại bọn thân dinh và bảo vệ cô Hồng. Họ bảo vệ cho tôi không phải vì họ thương tôi một con điểm rất nhiều chồng, mà vì họ thương lẽ phải cùng những người hiền hậu như cô Trâm. Hồng, bữa nay mày trở mặt với tao hả Hồng? Vì tôi đã lỡ bảo lãnh và bãi nại cho cô Nhung, vì tôi đã lỡ giao nạp tất cả chứng tích cho biện lý để tố cáo anh. Hồng, tao bắn mày. Anh làm gì có súng? Xài súng lậu phải không? Tôi khuyên anh dẹp súng và nhận cái này. Cái gì? Tôi tặng anh một vé máy bay để trốn ra ngoại quốc. Chào anh. Không. Trời ơi, đàn anh bắn chết đàn em rồi. Trời, sao bụi Vinh, có thằng côn chặn cửa thì mày đừng mong chạy trốn đi đâu. Với ba ly tiền bạc, sau khi mày nhận tâm qua cửa nhốt cô Tâm. Không, tôi có nhốt ai đâu anh côn, đừng nói gì, chỉ sửa soạn đồ đằng mai vợ chồng tôi đi chơi. Vinh, mày khóa cửa phòng tính tá chạy cao bay. Cô Tâm cứ yên lòng, cô còn khóa cửa đây. Thằng Vinh đâu tên lưu manh khốn nạn này, hãy buộc đầu đứng yên và chết sống với tao. Súng, cái súng lậu của mày. Vinh, tao giết mày. À, chết tôi rồi trời. Tôi được lệnh bắt tên cầm đầu bọn lường gạt sát nhân, nó tên Vinh. Nó đây. Chết rồi. Tôi giết nó. Mời cô về bóc để hỏi cung. Xin dân. Dì Trâm. Em Trâm. Chị Nhung về với cháu đi. Chị. Chị được lãnh ngoại hồng ra. Chắc rồi, cô Tâm cũng được cứu xét khoan hồng với chị Nhung. Chị về đúng ngày. Chị nhớ cung tuần.